Hello tất cả mọi người nha. Cái lời nói đầu tiên thì cũng cho kênh Kỹ nghệ sách Linh của mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian của mình để ghé đến xem cái video clip ngày hôm nay. Nội dung chính của cái video clip ngày hôm nay đó chính là mình sẽ hướng dẫn những bạn nào, những anh chị nào lần đầu tiên mà tiếp xúc đến cái máy hàng mini như thế này, cũng giống như là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái nghề hàng xì nha. Chính là mình sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị làm sao mà chúng ta có thể hàn được cái mối hàn nó dính, và cái nữa đó chính là làm sao để được cái mối hàn của chúng ta nó đẹp nha mọi người. Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải nắm được cái sơ đồ như thế này. Mọi người có thể bỏ ra tầm khoảng mười mấy 20 giây để xem cái đoạn này của mình nha. Cái đoạn này rất là quan trọng đó mọi người ơi, mọi người đừng có bỏ qua khúc này nha. Cái gì thì nó cũng phải có cái nền tảng sẵn cả đó. Mọi người cứ xem vào cái sơ đồ này đi. Đầu tiên nè mọi người nhìn nè, đầu tiên mà mình muốn hàn được hàng đẹp á thì mình cần phải hàn cho nó dính cái đã. Đó, mọi người thấy đúng không? Mà muốn cho nó hàn dính á thì chúng ta cần phải biết cách hàn. Rồi, ok ha. Rồi, ở ngay chỗ biết cách hàn này chúng ta sẽ chia làm ba cái ngành gọi là cơ bản nhất. Đầu tiên đó chính là kiên trì nha mọi người. Kiên trì là kiên trì như thế nào? Trong quá trình mà chúng ta hàn sẽ bị đau mắt, chắc chắn với mọi người rồi. Trong đời ai mà tiếp xúc với cái nghề hàn xì này thì ít nhất cũng phải bị từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần gì đó. Mình thì bị rất là nhiều lần rồi, mình cũng không nhớ nữa. Và cái thứ hai đó là chỉnh dòng điện máy hàn của mình làm sao cho nó thích hợp. Đối với sắt dày như thế này nè thì chúng ta cần phải dành chỉnh dòng điện như thế nào, và sắt mà nó mỏng hơn một chút xíu á thì chúng ta cần phải chỉnh dòng điện như thế nào ha. Rồi cái thứ ba đó chính là cách mà chúng ta cầm cầm cái cần máy hàn, là cái này nè mọi người, đó là cái cần cần hàn của chúng ta nè. Rồi thì bây giờ mình cũng sẽ đi vào cái nội dung chính luôn nha, mình không có dài dòng nữa để đỡ mất thời gian của tất cả mọi người nè. Đầu tiên đó chính là chúng ta cái cách cầm cần hàn nè mọi người, để ý trên cái cần hàn của mình nè. Đó, mình sẽ để cái cần hàn của mình như thế này nè, và những cái ngón tay của chúng ta sẽ nằm ở trên cái cò này nha mọi người. Đó, mọi người nhìn cái ngón tay của mình giống nhất nè, đấy chúng ta sẽ để như vậy đó. Rồi ngón tay cái của chúng ta sẽ cầm vào cái thân hàn như thế này ha. Và ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ hàn vào cái đường này đi, ví dụ là như vậy nha mọi người, thì mọi người sẽ nhìn cái cách tay mình sẽ cầm nè. Bởi vì là mình hướng dẫn tất cả mọi người online nên là không, mọi người cứ chỉ có nhìn vào được cái màn hình của mình thôi, nên là mọi người không có thể nào nhìn được thực tế. Vì vậy mình sẽ cố gắng hết sức để mình truyền tải được cái gì mà mình muốn gửi đến cho tất cả mọi người nha. Đó, mọi người nhìn cánh tay phải của mình nè. Đó, đây là cánh tay phải của mình nè. Đó, và khi đối với cái mối hàn thì chúng ta cần phải để như vậy nè mọi người. Đó, khi hàn á thì chúng ta cần phải để nghiêng một góc 45 độ vậy nha. Mọi người đừng có để dày, mọi người đừng có chỏng quá hàn dày, hoặc là mọi người để như vậy để sát nó xuống như vậy ha. Mà mọi người phải để nghiêng qua một bên vậy nè. Á, mình là người ngồi chính giữa, mình là người ngồi ngay cái đường hàn, và cái cần hàn của mình sẽ để lệch qua một bên như vậy ha. Và cái góc nghiêng của cái mũi hàn của mình sẽ là một góc 45 độ. Cái thực sự với mọi người, những anh chị nào mà lần đầu tiên tiếp xúc á, cái việc cầm cái cần hàn này rất là quan trọng nè, rất là quan trọng nha. Mình mà cầm, nói chung là mình cầm sai lúc mình hàn dễ bị dính que lắm. Rồi đó, như vậy là mình hy vọng là khi mọi người xem được khúc này thì mọi người cũng có thể nắm được cái việc mà chúng ta cách cầm cái cần hàn sao cho nó chuẩn nha mọi người. Rồi tiếp theo đến đó chính là cách chúng ta sẽ chỉnh cái dòng hàn. Đối với cái máy hàn này á là mình đã sử dụng được mấy năm trời rồi mọi người ơi. Lúc mình mua chỉ có 2 triệu mấy thôi, nhưng mà không biết bây giờ hiện tại giá trên thị trường là bao nhiêu. Nhưng mà đối với riêng cá nhân bản thân của mình á thì mình cảm nhận là cái máy hàn này là hàn rất là ok nha mọi người. Chúng ta có thể hàn được những loại sắt dày rất là dày. Ví dụ như là khi mà hàn chân bùn nước á là mọi người cũng biết là phải sử dụng đến V5, V6 làm chân. Nhưng mà đối với cái khả năng của cái máy hàn mini này như thế này nè, hàn rất là khỏe nha mọi người. Đây, mình sẽ bật nguồn lên cho mọi người xem nè. Mọi người nhìn cái nút lớn này, cái nút này là chúng ta sẽ chỉnh điện lớn nhỏ nha. Đó, điện lớn nhỏ là như thế này. Thì đối với sắt mà mình sẽ nói luôn, sắt mà tầm khoảng 1,4 ly đổ xuống á, 1,4 ly đổ xuống như là 1,2 ly, 1,1 ly, 1 ly đồ á, thì chúng ta có sẽ chỉnh tầm khoảng max là tầm khoảng 1,2 mọi người ơi, 1,2 thôi. Mọi người đừng có chỉnh lên nữa, mọi người đừng có chỉnh lên cao quá. Bởi vì sao? Bởi vì mức 120 là cũng có thể ngấu được cái mối cái que hàn của mình rồi. Đây, cái que hàn của mình nè. Thì hiện tại là mình sử dụng cái que hàn này là que hàn 2,5 ly nha mọi người. Nè mọi người nhìn nè. Cái que hàn này hai que hàn 2,5 ly nha. Thì ở đây thì mình sẽ có hai cái khúc sắt mình để đây sẵn để mà làm video clip mọi người xem nè. Thì mọi người nhìn đây đi.
Đây là quầy hàng cái này á, là độ dày nó là 1 ly 2 nha. Sắc 36 1 ly 2 mọi người. Đây là hiện tại là hai cúc sắc 36 1 ly 2 nha. Rồi bây giờ đầu tiên việc mà đầu tiên chúng ta mà muốn hàng á là chúng ta cần phải chỉnh lại cái mối này, mọi người nhìn nè. Đó. Để mình quay qua đây cho mọi người xem. Mọi người thấy không? Chúng ta cần phải có được cái mặt phẳng đã. Trước khi hàng đó là mình cần phải sắp xếp cái hai cái đấu hàng của mình làm sao cho nó phẳng ra nha. Cho nó phẳng lúc mà mình hàng á là nó không có tình trạng bị đó, nó không bị lộn bậy á mọi người, là chúng ta cần phải chỉnh như thế này. Rồi bây giờ thì mình sẽ cầm cái cần hàng và mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách mà chúng ta sẽ hàng. Đầu tiên mình sẽ hàng làm sao cho nó dính nha. Hàng dính cái đã. Muốn hàng đẹp thì đầu tiên mình phải hàng dính cái đã. Rồi giờ sẽ gắn mát vô. Mát thì mình để đây, để em lấy cuốn sổ qua bên nha, lát nó cháy cuốn sổ này nữa. Rồi tiếp sau đó thì chúng ta sẽ cầm cần hàng mà lên. Điện thì hiện tại mình đang chỉnh 120 nha mọi người, điện 120. Và trước khi mình hàng á là mình thông thường thì cái lần hàng đầu tiên của một cái que nguyên vẹn như thế này là chúng ta chấm nó hay bị dính lắm. Vì vậy mà muốn không cho nó suôn sẻ thì mình cứ để vô đây mình mát mình quẹt trước nha. Đó, rồi mình quẹt như vậy rồi. Không biết mọi người nhìn có bị chói không à. Tại mình có đeo mắt kiếng á mọi người nên là không có chói. Không biết là mọi người có chói không. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là mình sẽ hàng cái mối đầu tiên là như thế này nha. Mọi người để ý cái nè. Đó. Mình sẽ để như vậy nha. Và bây giờ mình sẽ hàng nè. Đó, một bon nhẹ vậy là đã ăn rồi mọi người. Một bon nhẹ như vậy là đã dính rồi nè. Rồi mình sẽ lấy cái này ra để mình chạy cho mọi người xem nha. Nó đã dính rồi đó. Đảm bảo mọi người đó, mọi người thấy không? Nó dính rồi nè. Chỉ cần một bon nhẹ thôi là nó đã dính rồi nha. Khi mà chúng ta để cái cần hàng xuống á, khi mà chúng ta cầm cần hàng như thế này nè, chúng ta để xuống á thì mọi người cần phải gọi là dứt khoát, đừng có sợ sệt, đừng có sợ nó bị dính, đừng có sợ nó bị dính que. Nó mà có bị dính que thì mình cứ mạnh tay mình gỡ ra thôi, mạnh tay mình gỡ ra thì thôi nha, giật ra ngoài thôi. Chứ đừng có gọi là mình sợ bị dính que hay là sợ bị lủng, mình không dám để tay xuống một cách dứt khoát. Này mọi người nhìn nè, bây giờ đầu tiên nha. Đầu tiên mà cái hàng á là mình cần phải để xuống nè. À, cách mà chúng ta có thể hàng được những cái mối đầu tiên này cho nó đẹp á, cho nó dính á, thì mình cần phải để thầm trong miệng, ví dụ như là 1 2 3 nè mọi người nhìn nè. 1 2 3 kéo lên. Để xuống, 1 2 3 kéo lên. 1 2 3 kéo lên. Đó, như vậy nha. Mình cứ đếm thầm trong miệng thôi. Đến khi nào mình quen tay rồi mình không cần đếm như vậy nữa nha mọi người. Cứ 1 2 3 dỡ lên, 1 2 3 để lên. À, khi mà hàng ở một tay mọi người hàng sẽ chưa quen đâu. Vì vậy thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái tay trái của mình nữa nè. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ đỡ như vậy nha. À, anh em nào mà làm lâu năm rồi xem clip này thì cũng bỏ qua cho mình nha, bởi vì mình hướng dẫn cho những người nào gọi là mới lần đầu tiên tiếp xúc với cái việc hàng này thôi. Đó, và khi mình lấy cái tay trái mình đỡ như vậy nè là để cho cái đường hàng của mình nó không bị rung. Cái mối hàng của mình nó theo một cái đường thẳng nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ hàng nè. Đầu tiên thì mình sẽ quẹt đi cho nó đỏ que hàng này cho nó dễ dính đã. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta hàng nha. Mọi người để ý cái đường hàng của mình nha mọi người để ý nè. Rồi sau khi hàng xong rồi mình đợi cho nó nguội một chút xíu nha, bắt đầu mình gõ ba vế này ra. Rồi giờ mọi người có thể nhìn nè, nói chung thì cái mối hàng này của mình nó cũng dạng tương đối gọi là cũng được thôi nha, chứ gọi là đẹp thì cũng chưa có đẹp đâu. Đấy, khi mà chúng ta hàng á là mọi người phải để ý nè, mọi người nhìn nè, thấy không, cái mối hàng thứ hai của chúng ta mà nó sẽ đè lên cái mối hàng đầu tiên nha. Mọi người nhìn cái đường, từng cái đường gợn sóng này của mình nè, nó sẽ chồng lên cái mối này, chứ mình đừng có gọi là mình hàng mà tạo cái khoảng cách nó xa quá sẽ tạo ra cái lỗ một nha mọi người. Đấy,
Rồi hy vọng là khi mọi người xem được tới cái khúc này thì mình có thể gọi là hàng được, nó gọi là ổn ổn rồi ha.